Xin chào các bạn thân mến. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Có nghĩa là bình an đến với các bạn. The silence is the first thing that strikes you. Thường khi nhắc đến các nước Ả Rập thì hình ảnh của chiến tranh, xung đột cũng như sự bất ổn về chính trị là một hình ảnh quen thuộc trên truyền thông. Thế nhưng các bạn đã bao giờ nghĩ rằng lại có một đất nước Ả Rập hòa bình, ổn định và mang một màu xanh hiếm có tại khu vực Trung Đông? Vâng, đó chính là Vương quốc Oman, quốc gia nằm ở phía đông nam của bán đảo Ả Rập, có thủ đô là Muscat với diện tích khoảng 309 km² và dân số khoảng 5,1 triệu người theo thống kê của năm 2020. Vậy thì đất nước này có gì thú vị mà khiến người Ả Rập nào cũng ngưỡng mộ và yêu quý? Và Oman này có những cái đặc điểm nổi trội gì mà các nước Ả Rập khác lại không có? Omani people is very friendly. Vâng, trong video này Salim sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin mới lạ và thú vị nhất về Vương quốc Oman xinh đẹp, hiền hòa. And they love also to know the culture of others. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy động viên Salim bằng một cái like và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Và bắt đầu nhé. Thứ nhất, Oman là một đất nước có vị trí địa lý rất là thuận lợi và có một đường biển dài khoảng bao nhiêu nhỉ? Quên mất, nó sẽ hiện ở đây. Vì thế, Oman từ xa xưa đã rất là nổi tiếng về thương mại và cũng nổi tiếng ở trong một lĩnh vực rất là hay, đó là đóng tàu thuyền. Bên cạnh đó có những cái tài nguyên khoáng sản rất lớn và chủ yếu là Oman khai thác rất nhiều đồng. Và chất lượng của đồng tại Oman một trong những cái loại chất lượng tốt nhất thế giới. Thứ ba, Oman là một đất nước có nền độc lập lâu nhất trong tất cả các nước Ả Rập. Người Oman đã chiến đấu hơn 150 năm để đánh bại ngoại xâm và giành được độc lập từ người Bồ Đào Nha, chính xác vào năm 1650. Sau đó, Oman đã có một số hiệp định bảo vệ của Anh. Phải đến năm 1951, Oman chính thức công bố độc lập hoàn toàn. Và kể từ khi đó thì Oman đã thực hiện chính xác trung lập, không tham gia vào bất kỳ chiến tranh nào cả. Và cũng là quốc gia Ả Rập không tồn tại xung đột hay là tranh chấp. Vì thế Oman đã đạt zero khủng bố trong chỉ số khủng bố toàn cầu lần thứ 8 liên tiếp kể từ khi ban hành báo cáo đầu tiên về chỉ số khủng bố toàn cầu vào năm 2012 trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Hòa bình Toàn cầu. Do vậy thì Oman được gọi là Thụy Điển của Trung Đông, bởi vì như các bạn biết thì Thụy Điển là một quốc gia trung lập, hòa bình, ổn định và thậm chí là không tham gia vào liên minh của châu Âu. Và tất cả điều đó nhờ vào chính sách khôn ngoan khéo léo của quốc vương Oman, Sultan Qaboos thứ hai. Ông được coi là vị vua Ả Rập trị vì lâu nhất thế giới Ả Rập và đứng thứ ba trên thế giới. Ông ấy đã mất vào mùng 10 tháng 1 năm 2020 ở tuổi 80. Và thứ tư, lãnh thổ của Oman có sự phân hóa đa dạng về địa hình cảnh quan, bao gồm sa mạc cát vàng này, núi đá này, rừng cây này, sông suối này, thác nước này. Rồi có thể khi Salim nói đến các đặc điểm này thì người Việt Nam sẽ thấy rất quen thuộc và rất bình thường. Nhưng đối với Trung Tâm và thế giới Ả Rập thì việc có rừng cây, sông suối, thác nước, thảm cỏ xanh là những điều rất hiếm khó tìm. Không những vậy mà Oman vẫn luôn cố gắng bảo tồn và tôn tạo những di tích lịch sử lâu đời hay là những danh lam thắng cảnh như là hang động, tòa lâu đài và thánh đường Hồi giáo. Là một quốc gia giàu có về tài nguyên thiên nhiên đã giúp Oman phát triển vượt trội trong khu vực. Nhưng điều đó không làm mất đi giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của Oman. Và khi du khách đến đây có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng trong đời sống hàng ngày của người dân Oman. Mỗi một quốc gia Ả Rập đều có một trang phục truyền thống riêng. Và trang phục truyền thống chính là hộ chiếu về mặt hình ảnh của bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Khi mà nhìn vào tà áo dài thì ngay lập tức chúng ta sẽ biết rằng
đây chính là người Việt Nam. Nhìn vào bộ kimono thì biết ngay đó là người Nhật Bản, hay là thấy bộ hanbok thì nhận ra đây là người Hàn Xẻng, à không, Hàn Quốc ạ. Và váy sườn xám là của người Trung Quốc. Và đó là lý do tại sao Salim khi mà nói rằng nếu bạn nhìn thấy trang phục này, trang phục của đàn ông gồm áo dài, quần khăn trên đầu, dài khăn quàng trên một vai hoặc thắt quanh eo với một chiếc dao găm bằng bạc được đính nặng đa quý và có thể mang thêm một thanh kiếm trong một sự kiện nào đó. Còn trang phục của phụ nữ là những áo quần và khăn trên đầu với họa tiết theo thùa rực rỡ sắc màu và những bộ trang sức bằng vàng thì đồ chính là người Oman. Thứ năm, Oman có một số điểm rất kỳ lạ và độc đáo, như bạn sẽ chỉ tìm thấy một trường đại học công lập duy nhất tại Oman, đó chính là trường đại học Sultan Qaboos, và số sinh viên theo học tại trường đó là khoảng 15.000 sinh viên. Ngoài việc là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất trong thế giới Ả Rập thì Oman còn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất trong thế giới Ả Rập. Và có một điều rất là kỳ lạ về Vương quốc Oman là ở đây không có Coca-Cola. Vâng, không có Coca-Cola, trong khi Pepsi đã chiếm phần lớn của thị trường này. Và điều thứ 6 về Oman là có một loại cây tên là Al-Kundur có thể khai thác nhựa của nó, cái nhựa cây của nó để làm gọi là nhũ hương hoặc là trầm hương. Khi mà đốt nó sẽ ra một cái mùi rất là thơm, y hết như là trầm hương ấy đấy. Và thậm chí có thể sử dụng để sản xuất những cái loại thuốc dân gian rất là phổ biến ở thế giới Ả Rập. Điều thứ 7, một điều mà Salim vô cùng ấn tượng và vô cùng thích thú, đó chính là Oman là xứ sở của những chú ngựa Ả Rập xị. Con ngựa có một vị trí lớn trong xã hội Ả Rập, đó là biểu tượng của niềm tự hào, sức mạnh, danh dự và sự cao quý. Các bạn nên biết là con ngựa Ả Rập xị được coi là một trong những con ngựa đắt nhất trên thế giới. Giá thấp nhất của một con ngựa Ả Rập xị là 150.000 đô la. Đây là thấp nhất nha. Và có thể tới lên 1 triệu đô la, thậm chí hơn thế rất là nhiều nha. Vâng, và Salim là một người vô cùng yêu ngựa, cực kỳ quý luôn ý. Và ước gì sau này Salim có thể sở hữu được một con ngựa, thậm chí hơn. Ôi dồi ôi, thích lắm luôn ý. Và Salim bổ sung thêm cho các bạn một điều là quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại giữa Oman và Việt Nam rất là tốt đẹp. Và mới gần đây Salim đọc báo là Oman tài trợ cho Việt Nam không biết là khoảng 300.000 đô la hay cái sao ấy. Salim sẽ cho các bạn xem báo ấy. Đấy, để giúp đỡ những người bị tị nạn ở miền Trung ấy do các gọi là bão lũ lụt ấy. Nên đó là một cái điều rất là cáo quỷ, rất là đáng gọi là trân trọng ấy. Đấy, và như vậy thì Salim đã chia sẻ với các bạn một số điều thú vị về đất nước Oman mà Salim cũng rất là yêu quý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Đừng quên động viên Salim bằng một cái like và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.